đâu cái rìu của sáu đâu. Ừ làm quá làm quá. Ừ phải nha, lấy rìu nè, mua rìu nha. Rồi 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 à. Ý, chém con nhà luôn. Đó, quá trời luôn. Đâu quay vô bố xem ơi. Nguyên cái đầu lâu luôn. Bị ngô. Gì nữa hả? Ôi. Cái gì kìa? Ôi. Ôi, đi sống ơi, đi cái này có ăn gì nữa kìa. Kìa. Bằng thường thí kìa. Cái kìa. Ôi sợ ơi, sợ ơi. Sốc. Kìa. Bằng thủy kìa. Nè, ra đây nhìn. Ra đây nhìn. Ôi, ôi sợ, sợ. Nè. Mà nè đẹp quá ta. Cái nhẫn, cái đó cái nhẫn. Quá đồ trang điểm đẹp quá nè, mấy đồ băng đô nơ kẹp tóc đẹp quá, dễ thương quá. Mua vô con cái gì sao? Chỗ này là chỗ bé tập tô màu, bút chì màu và các quyển vở, quyển tập tô màu. Có các thể loại khủng long, công chúa, bông bé petro, cái con vật. Đúng bài rồi, cái này chỗ này là trang trí nguyên một bầy khủng long luôn. Anh phải ghê luôn đó. Sticker nữa hả? À, mua cho anh con cùng lòng anh khoe kìa. Chỗ này sticker. À nó chưa thấy cái chỗ này. Đây cũng cùng lông không nè.
mập. Cá mập cá sấu, đây là cá mập đây nè. Con kêu con hà mã đúng không? Không khủng long của con đâu. Cứ xem coi. À khủng long à, khoái rồi, giờ khoảng ảnh đìa khủng long là anh thấy. Là anh chỉ à. Vô thế giới khủng long rồi. Rồi anh đang bị sung rồi. Anh thấy mấy con to ghiền quá. Nhưng mà chị được mua cho con nhỏ thôi. Tại vì sóc khủng long là cũng mua rất là nhiều rồi. Từ lại pin nhựa cứng, nhựa dẻo gì như một vườn luôn. Mua cho giờ đi tìm là những cái con mà chưa có, anh chưa có, chứ còn mấy con này là nhiều khi anh sưu tầm mà có hết rồi. Ồ, khu này đã ghê luôn á. Toàn ồ, nó gọi đâu à? Trời, nó lủi lủi ra đó nữa rồi hả? Trời ơi, nó lạc vô. Cô dừng xe. À, tới được xe nữa rồi. Toàn trò chơi yêu thích của anh không à. Ngày xưa anh sưu tầm xe, bây giờ anh chuyển qua khủng long. Thôi, rớt đổ bây giờ. Bây giờ đi tính tiền đi. Rồi nè, có con gì nè. Nhiều luôn á. Quá trời đã luôn. Ê, sao trên gì cao quá vậy? Cao. Ra nổi. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's been emotional.